Làm nghề bao nhiêu năm nay lần đầu tiên gặp cái trường hợp như thế này các bác ạ. Chả là hôm nay mình có nhận một cuộc gọi từ một chị khách lạ, chị bảo cần nâng cấp đèn và hỏi mình bên em có qua lấy xe về làm tận nhà không. Thì mình bảo có, ê, chị gửi vị trí qua cho thì em qua lấy. À, anh em lên đường đi lấy xe. Vừa ra khỏi cửa đã thấy chị điện lại, chị bảo là chắc chị không chờ các em qua lấy xe được rồi. Hôm nay chị bận quá, mình cứ tưởng là chị lại có việc, chị lại bể kèo rồi cơ. Đó, nhưng mà chị bảo là xe chị để ở trước cửa ấy, chìa khóa chị cắm ở trên xe luôn rồi. Em cứ qua đi, có người ở nhà ấy, em lấy xe về em làm cho chị cứ ok là được. Đó. Thì khúc này cũng đã tới nhà chị, ở thấy xe pha điêu ở đằng trước đây rồi. Đó, thì mình cũng xem qua xe một lượt bên ngoài. Và chị bảo là chị đi cung đường Đại Từ nên thường xuyên hay đi buổi tối, nên là cái đèn nguyên bản nó tối quá, em về em làm cho chị nó sáng hơn cái đèn nguyên bản cho chị là được. Bảo ok chị cứ giao xe qua cho em. Đấy, khúc này là cũng đã đến xưởng của mình rồi. Thì cho bác nào chưa biết thì xưởng em ở địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên các bác nhé. Bác nào có nhu cầu nâng cấp xe ô tô thì cứ alo qua em, hoặc các bác qua trực tiếp tại địa chỉ trên nhé các bác nhé. Và đây là cái ánh sáng của đèn nguyên bản này các bác này. Đó, thì khi mà lên cái bảng test đèn này, các bác có thể thấy nó không khác gì là đom đóm đực cả, đúng không ạ? Nên là khi các bác mà di chuyển buổi tối thì làm sao mà các bác chạy cao tốc mà đảm bảo an toàn được, đúng không ạ? Cái tầm quan sát không có luôn. Chẳng qua nếu mà cái đèn nguyên bản này các bác mà đi trong phố mà khu vực có đèn đường thì các bác vẫn đi thoải mái, nhưng mà nếu mà ra ngoài thành phố cái là gần như là không thấy cái gì cả, đặc biệt là chạy cao tốc rất là nguy hiểm. Sau khi mình tư vấn cho chị xong cái mã đèn thì mình tư vấn cho chị cái đèn Xlite V20. Đó, thì chị cũng nhất trí và anh em kỹ thuật bắt đầu tháo cái cụm đèn để đi vào cho vào lò hấp. Trước khi cho cụm đèn vào lò hấp thì bên mình sẽ có những cái giấy bóng để bảo vệ cái mặt đèn, để tránh trong cái quá trình mà làm đèn có thể gây xước sát làm hỏng cái mặt đèn của khách các bác nhá. Sau khi dán bảo vệ mặt đèn xong thì anh em sẽ cho đèn vào tủ hấp. Sau khi đủ nhiệt thì anh em sẽ bắt đầu bóc tách để ra mặt đèn. Để ra mặt đèn là với cái dòng xe mà keo chết này thì cái thời gian thi công nó sẽ mất thời gian hơn và đòi hỏi anh em kỹ thuật tay nghề cao hơn thì mới ra được cái mặt đèn này, nó đảm bảo cái mép đèn nó không ảnh hưởng. Đây là kỹ thuật viên đang cạo keo các bác nhé, cạo keo để khi sau sau khi mà lắp đèn ok thì mình sẽ sử dụng cái keo để vào lại mặt đèn để làm sao mà tránh cho cái quá trình mình sử dụng nó hấp hơi hoặc là nó nước vào nhé các bác nhé. Đây là anh em kỹ thuật đang bắt đầu sử dụng cái máy laser này để căn chỉnh đèn. Thì tùy vào cái độ cao thấp của xe thì sẽ có cái mức căn chỉnh khác nhau để đảm bảo cho khi các bác mà sử dụng ở cái mức đèn cốt ấy, không gây chói cho người đối diện. Đó. Cái công đoạn này là cái công đoạn gần như là quan trọng nhất trong cái quá trình độ đèn. Làm sao cái đèn mà đảm bảo được nguyên bản và đẹp nhất, thẩm mỹ nhất cho các bác là cái khâu này. Đấy, là các bác anh em kỹ thuật đang bắt đầu căn chỉnh để làm sao cái đèn nó cân bằng ánh sáng, nó cân bằng nhất, và mình sẽ cố định ốc để giữ form cho đèn này. Đó. Sau đó là anh em khi mà căn chỉnh ok rồi, đó, đồng đều thì anh em sẽ bắt đầu chốt keo để cho cố định để đảm bảo mà khi mà mình di chuyển trên đường và thời gian sử dụng sau này cái đèn nó không bị rung lắc khi mà mình di chuyển trên đường. Sau khi căn chỉnh hoàn tất thì anh em bắt đầu tiến hành vệ sinh chóa và bi để vào mặt đèn. Đó. Thì với xe này thì vào mặt đèn anh em phải sử dụng đến kìm để làm sao đảm bảo cái độ kín nhất để khi các bác sử dụng nó không vào nước. Và đây là anh em đang bắt đầu đi dây điện và giờ le. Khi nâng cấp ánh sáng tại
Akala Thái Nguyên thì sẽ có những cái đường dây hệ thống điện đi riêng, độc lập và dơ le cầu trì riêng, nên là không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện nguyên bản của xe các bác nhé, để đảm bảo các bác di chuyển trên đường không gây chập cháy cho xe cả. Và sau khi hoàn tất thì bên em sẽ vệ sinh ngoại thất cho xe trước khi giao xe cho khách. Và sau khi vệ sinh hoàn tất thì bên em sẽ kiểm tra lại đèn một lần nữa trước khi giao xe cho khách à. Đấy, các bác có thể thấy là cái khi mà thay thế đèn thì cái nhìn cái đèn pha nó sẽ đẹp hơn rồi đúng không ạ? Đó. Con mắt nó to hơn rồi. Đó. Và đây là cái các bác cái xem cái ánh sáng khi mà nâng cấp đèn nha, các bác thấy không ạ? Ánh sáng này nó khác hoàn toàn so với cái ánh sáng mà trước cái đèn nguyên bản lúc trước khi làm đèn mà em đã quay cho các bác xem đúng không ạ? Đó. Đây là pha này. Thì với bộ V20 này khi mà lên pha thì nó sẽ có cái ánh sáng ngả vàng, trắng ngả vàng, nên là các bác có cho các bác đi được nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau. Ở trên chiếc xe pha điêu này nó sẽ có cái cơ chế chỉnh cái đèn cốt, nó cái độ cao của đèn cốt này các bác có thể điều chỉnh, nó giữ zin hết các cả tính năng cho các bác nhé. Và các bác có thể điều chỉnh cái con lăn này ở mức cao mức thấp tùy theo cái nhu cầu và cái cung đường của mình di chuyển. Khi các bác mà đi đèn cốt này nâng cấp đèn ở Akala ấy, đảm bảo các bác di chuyển trên đường không gây chói cho người đối diện các bác nhé, trừ khi các bác lên pha đó. Thì ở mức pha thì thông thường mình chủ yếu là đi đường ngoài hoặc là đi cao tốc thôi. Đó, cứ còn với tầm ánh sáng này thì các bác đi đường ngoài, các bác chỉ đi đèn cốt là các bác đảm bảo an toàn rồi. Đó, các bác có thể thấy ánh sáng, thế là nó sáng đậm và mịn hơn. Rồi thì luyên thuyên một hồi thì chị chủ chị bảo là chị về đến nhà rồi, em có thể giao xe qua. Rồi thì bắt đầu em tiến hành em giao xe cho chị đây. Với cái mã đèn Xlite V20 và ở cái giải nhật màu 5000, ánh sáng trắng ngả vàng này nhé, cho các bác đi được với nhiều cái cung đường thời tiết khác nhau. Đó, các bác có thể thấy là cái ánh sáng mặt cắt của mà ánh sáng cốt ấy, có cái mặt cắt rất là sắc đúng không ạ? Và cái tâm ánh sáng này đậm và mịn. Nhà các bác đi với cái tầm chiếu xa như này thì các bác di chuyển ở cái chế độ cốt là các bác đã đảm bảo cái di chuyển rồi. Khi mà lên ánh sáng pha này các bác nó sáng nguyên một vùng trời luôn, đúng không ạ? Đó, để các bác di chuyển trên cao tốc các bác đi đảm bảo an toàn cho mình. Và bây giờ em tiến hành em giao xe cho chị chủ đây. Không biết là phản ứng của chị ấy như thế nào sau khi mà thấy cái xe của mình đã được nâng cấp ánh sáng các bác nhỉ? Khi đến cái là chị chạy ra, chị cười rất là tươi. Chị ưng nhất cái thời gian cuối tuần, chị không có thời gian để ngồi chờ đợi. Mà Dạ bên vâng. em gọi một cái, order một cái, không ngờ 15 phút sau đã đến lấy xe chị không trả luôn. Nhưng mà chị xem nó, test hộ chị xem cái tình hình đi. Dạ vâng đây. Đâu? Thì em test đèn với lại hướng dẫn chị sử dụng luôn nhé. Xuống xuống Đó, đâu? đây là khi mà đèn chưa bật này. Ừ. Đây, chị bật đèn vẫn như là cái bật đèn nguyên bản của chị thôi. Ờ. Đó. Thì ở đây nó có cái nút điều chỉnh cao thấp này. Ok. Đó, thì vẫn giữ zin cho chị nhá. Đấy, khi mà mình di chuyển này. Đấy. Đây là cái mặt cắt, chị thấy ánh sáng nó tâm và nó mịn đúng không Đúng rồi. ạ? Đó. Thì đây là đèn pha này. Đấy, khi chị bật pha này. Đấy thì đảm bảo khi mà chị đi đường cao tốc ấy, chị bật pha chị đảm bảo cái tầm quan sát của mình nó an toàn hơn đúng không ạ? Sáng nhờ. Đấy. Nó sáng đây, khi mà cốt này. Đấy, chị đi cốt trong phố thì đảm bảo là không bao giờ gọi là chói cho người đối diện đúng không ạ? Được Đấy. ạ. Thì cái này nó là dòng bi, nếu mà như bình thường đi chói cho người đối diện thông thường là một là mình lên pha thì vì pha nó sẽ vảnh lên cao, thứ hai là nhiều anh em hay lắp cái bóng đấy, là bóng led vào cái chóa halogen này, cái chóa phản xạ này, nên là nó sẽ gọi là loe, nó không trụm được ánh sáng tâm như thế này Ok. đó. Thì em có trước khi giao xe thì em có vệ sinh và rửa qua xe cho chị rồi May quá, dạ. sáng xe thì bẩn. Vâng. Bảo là không biết có rửa xe thử thử xem, không hề nói cái câu có rửa xe cho người ta không. Nhưng mà Vâng. thấy là xe sạch sẽ, bàn giao cho thế là được rồi, ổn. Vâng. Nhưng mà cái quan trọng chị hỏi tiếp là cái này, nếu mà giả sử chị dùng mà nó có vấn đề gì có bảo hành không? Có, bên em tất cả đèn pha này bên em đều bảo hành 3 năm.
tại năm. Vâng, tại Akala và hệ thống Auto 365. Đó thì bảo hành 3 năm. Có nghĩa bất kỳ một cái vấn đề gì về cái đèn này là chị sẽ đến đấy, ông chị sẽ bảo. Đúng rồi ạ. Và sau này mà chị đi đăng kiểm hoặc là có vấn đề gì chị cần về zin thì bên em có hỗ trợ về zin cho chị luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Đúng cái quả đăng kiểm nhiều lúc người ta cứ khó khăn người ta kiểm tra ấy. Có thể đến đấy xong mình lại được cái gì? Đúng rồi. Ôi, tuyệt vời. Đấy. Được nào, thế bây giờ bắt tay cái nào. Cảm ơn nha, nhiệt tình như này. Nhưng mà này, có thu thêm tiền lấy xe không đấy? À không chị ạ, cái này miễn phí. Rồi thế này cho số tài khoản đấy chị trả tiền luôn nhá, nhớ bảo hành 3 năm. Và số điện thoại à? Vâng, bằng số điện thoại cái này online hết chị ạ. Ok ok rồi. Sau này có vấn đề gì chị cứ hỡi em là em phi qua tới liền rồi. Mai kia lại có con xe khác để ấy nhá. Tư vấn sau chị cái này, nhưng mà xe này là xe cỏ thì chỉ độ này thôi, bởi vì nhiều lúc đi buổi tối nó cả chết mẹ đây, bình tĩnh. Được rồi, cảm ơn chú nhá.